cả nhà này tham gia gửi đến cả nhà à, Trích đoạn Nhất Kim Bá Dương. Có một số khán giả nói là không phải tăng ca nên tăng ca phải lên để trình diễn. Ok, mời cả nhà cùng nghe nha. Có chủ quán đó rồi. Trời ơi, sao không ra tiếp khách? Dạ, kính chào lão ông. Có lẽ lão ông đang chờ đợi ai mà ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu. Còn tiểu thơ chờ đợi ai mà khắc khoải giữa cánh chày, khi bên trời xảo khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mối ngủ yên. Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tuổi nơi quan gió, nhưng đến bây giờ người ấy ở nơi đâu? Tiểu thơ gặp người ấy để làm gì? Để tạ từ một đêm nay, vì mai, vì mốt sẽ không bao giờ gặp nữa. Hoàng tiểu thơ, tại sao? Tại vì tôi sẽ lên xe hoa. Thôi tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quan gió? Hay ông đây là... Ông đây là... Tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dõi dàng. Tôi sẽ ra đi như một kẻ lữ hành cô đơn sầu tử nơi quán là giữa đêm buồn. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để từ ta đôi lời, thì tiểu thơ hãy xem tôi như người trong cuộc, để cho lời nói tôi được xúc cảm tím lên. Đó là một giấc mơ vô cùng quyền diệu của những người đối mặt với ta. Trăng nửa khuê như sắp sửa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút ăn thừa đứa tiếng. Là người thay mặt chia ly mà tại sao cũng rạc rào xúc động? Trời ơi, nếu có mặt người ấy nơi đây, chắc là kẻ hai sẽ chết mất. Vậy thì tiểu thơ hãy xem tôi như người trong cuộc, để cho cung nhạc chia ly cũng thèm đứt đoạn tiếng tơ sầu, để cho kẻ ra đi ôm trọn giấc mơ đầu, hậu làm mảnh trang cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu. Rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dặm ngàn lấp lửng bụi đường xa, quanh lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa. Ông ơi, có một đêm nào ông gặp lại người khách ấy thì ông hãy nói rằng tôi đã chết từ lâu. Tiểu thơ ơi, tôi đã đóng trọn vai trò người khách ấy. Vậy thì đêm này là đêm cuối của chia ly, người ở lại sẽ bước lần lên kiểu cưới, còn kẻ ra đi thì mờ mịt bước chân
xa. Đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha, tôi xin gửi lại cho nàng vĩnh viễn. Xin hãy xem nhau bằng nỗi lòng đứa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy từ ly. Rồi mai đây đôi ngã chia ly, tôi với em sẽ không gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Ông chỉ là người thay mặt, mà tại sao nước mắt cũng rưng rưng? Hay ông đây là người trong cuộc, dối gạt tôi để thầm lặng ra đi? Không, tôi chỉ là... Kìa, sao ông ngập ngừng không nói, nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư? Hãy nói đi, nói nữa đi ông, để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe nói nữa. Hoàng Thuy Linh! Trời, Cam Trường Hằng! Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa Thuy Linh ơi? Bởi từ xưa cha nàng đã cướp mắt của tôi, tình phụ tử tiên liên. Làm cho tôi suốt đời đau khổ, như một cái bèo vác vào mưa gió. Mới 4 tuổi đầu, tôi nào có tội tình chi. Anh có phụ tử tình thâm, thì em đây cũng có thâm tình. Xưa cha nàng đã trót dai, thì nay phải trả. Tôi đã chọn rồi, cho số phận đời tôi. Hoàng Thuy Linh, nếu giữa hai ta không có bức tường ngăn cách, thì bướm sẽ tìm qua, qua với bướm hát bài ca, làm đẹp ánh trăng trong. Một bài ca tình tư, một khúc nhạc im điềm, có qua có bướm già trắng sáng. Mộng mỹ cánh dài lạnh bóng đêm. Không, nàng hãy xa ta ra. Trời ơi, ta vừa trải qua một cơn xúc động, tôi vừa rơi vào một đáy vực bơ vơ. Giữa đêm đông xe lạnh sương mờ, từ tận cùng khổ đau đôi mặt với thân sầu. Đường ta đi biết sẽ về đâu, mà chẳng thấy trước thấy sao. Hãy từ quá khứ hiện về, làm cho ta xúc động đê mê. Cam Trường Hận, vì đâu tâm sự não nùng, như chánh lòng như chợt nhớ về đâu, hay chợt nhớ phút giây này là giây phút chia ly.
từ tận thuở xa nào, chợt khiến về tở chim bao. Cam Trường Hận, em sẽ trốn theo anh dù góc biển chân trời. Không, không được đâu em. Tại sao vậy anh? Vì ngoài kia cụm giáo 8000 giáp đệ đang chờ lệnh. Thế mà nơi đây em đã lộ nguyên hình, Nghiêu Linh còn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ. Xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mì. Duyên trong mộng bây giờ thôi chờ thôi đợi, chàng gói đêm vắng cô quạnh, một mình nghe lòng tim lạnh. Cuộc đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta đã quán hờn dạt vào. Ôi trơ triều duyên nợ ai người thương ta, lệ tình ngâm tràn xe hoa, bước đi coi lòng xót xa. Thôi đừng bận lòng chi nhau, để hai nẻo đường cách chia dấu tôi cam phận ly biệt. Người ơi gian chờ một giây đây tôi trao càng tâm sự, còn chi nói lời ái ân. Thuyền duyên nợ đã âm thầm sang sông. Hận ơi một dòng sông đã chia đôi bờ bên là. Thì tại sao hai kẻ yêu nhau lại đòi ngã chia liền? Đã trót yêu nhau thì phải yêu cho đến trọn đời, đừng bắt nửa chừng gái đâu, đừng chia lìa mỗi đứa một phương xa. Rồi những đêm đông sương phủ nhạt nhòa, người cô nữ nửa đêm chợt dậy, đôi diện với trăng khuya tàn lụng, mà nghe tâm tư nát dụng nỗi thương chờ. Linh ơi, sao mà đang bài không thể kéo dài thêm giây phút, dù trước dù sau cũng đành chia biệt. Anh và em không thể kết chung đôi. Hận ơi, anh có biết hiện giờ phía Hậu Vinh đèn toa đăng rực sáng, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân. Người ta định bắt Linh phải xa Hận từ đây và mãi mãi. Nhưng Hận ơi, lòng của Linh lúc nào cũng dây, yêu một lần và yêu mãi mãi mà thôi. Họ có thể chia dòng sông làm hai ngả, chứ không thể bắt Linh đừng yêu Hận trọn đời. Nửa đêm nay Linh trốn khỏi quê phòng, đã làm cho cả hàng châu rộn ràng não đông. Nhưng Linh không cần gì nữa cả, mà Linh chỉ cần gặp Hận một lần cuối này thôi. Hoàng Thúy Linh, Cam Trường Hận. Hoàng Thúy Linh, em. Rồi, Tam Ca, có một số khán giả không tin đó là giọng hát của Tam Ca.
nên Tâm Ca cố tình lên thâu cái bài này để đến cả nhà. Ok, thấy rồi đó, Tâm Ca ngoài 60 nhưng rất mê ăn khổ cải lương. Tâm Ca hát để làm kỷ niệm chứ không phải để kiếm tiền. Ok, lúc sau này lúc già rồi đó không hát được nữa, ngồi nghe lại cho đỡ buồn, mà ngồi rung đùi nghe lại cho đỡ buồn. Bye nha cả nhà.